Em Như Ý chào mừng quý anh chị đang quay lại với kênh Nhà Đất Ai của em Như Ý. Hôm nay em Như Ý sẽ đem lại cho quý anh chị một cái siêu phẩm tuyệt là đẹp luôn nha quý anh chị. Trên livecam em Như Ý có livecam để cho quý anh chị nhìn thấy hết từng con đường của cái mảnh rẫy này luôn nha. Và cái con đường này á thì thực tế ở ngoài á thì nó thông ra 5 con đường nha quý anh chị. Cái mảnh đất này nó nằm ngay trung tâm của huyện luôn, và cái diện tích của cái mảnh đất này á là 1 hecta. Cái 1 hecta đất này thì được tọa lạc tại xã Tân Lập của huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận nha quý anh chị. Trên cái mảnh đất này đang là đất trống nha mọi người, bác chủ chưa có trồng gì hết nha. Đây quý anh chị nhìn thấy trên cái livecam của Như Ý nè, nó ôm và thông ra 5 con đường. Còn trên cái sổ của cái mảnh đất á thì người ta đã ghi và thể hiện là ôm 2 mặt tiền đường lớn và có 3 đường nhánh để đi thông ra nha mọi người. Một cái mảnh đất mà nằm một cái địa hình tuyệt là đẹp như thế này á, và giá cả thì bác chủ đang rao bán với một cái giá cả để cho quý anh chị đầu tư luôn. Nếu mà cô chú quý anh chị nào mình đang đi tìm kiếm đất để mà mình đầu tư á, thì cô chú quý anh chị nên nhanh tay để đầu tư vào cái mảnh đất này. Tại vì cái đường thông nó khá là nhiều, nằm một cái địa hình rất là đẹp, xung quanh thì dân cư sinh sống nó cũng khá là ổn định luôn nha mọi người. Cái mảnh đất này á, thì nó cách cái quốc lộ 1A đường đi Nam Bắc Sài Gòn á, thì chỉ có 1,8 km thôi, và nó cách cái trung tâm của huyện Hàm Thuận Nam là 8 km, còn cách Sài Gòn là 190 cây nha quý anh chị. Nó ôm cái 2 cái mặt tiền đường đất này á là khoảng độ 220 m, mặt tiền rất là dài luôn, ô tô ra vào tận nơi. Đường thì rộng gần 4 m và khá là bằng phẳng như thế này nha quý anh chị. Và cái mảnh đất này thì bác chủ đang rao bán với một cái giá là 2,5 tỷ. 2,5 tỷ thì có thương lượng nhẹ nhàng nha mọi người. Không có thương lượng nhiều. Đất mà nằm ngay trung tâm của huyện mà thông ra tới 5 con đường với một cái giá này thì quý anh chị đầu tư xin lợi nhuận khá là cao nha. Và trên cái video của em Như Ý, thường thường em Như Ý rất mong quý anh chị, các cô chú luôn luôn theo dõi kỹ trên cái video của em Như Ý, để các anh chị và cô chú sẽ nhìn ngắm được cái mảnh đất, nhìn ngắm được mọi cái địa hình của cái mảnh đất, cũng như là tiện thể thì nghe được em Như Ý trao đổi hết cái thông tin về cái mảnh đất này, để cho quý anh chị và bên em Như Ý sẽ không mất thời gian tiền bạc của mình để mình đi xem một cái mảnh đất. Tại vì em Như Ý biết là mỗi lần mà quý anh chị đi xem đất á, thì bỏ công ăn chuyện làm của mình đi xem một cái mảnh đất, cho nên nó cũng khá là vất vả luôn. Em Như Ý thì làm việc luôn luôn có tâm, cho nên là em cũng nói thiệt tâm, và trên mỗi một cái video á, em Như Ý sẽ không cắt ghép bất kỳ một cái phân đoạn của cái video của mảnh đất nào. Xấu thì em Như Ý sẽ nói xấu, và đẹp sẽ nói thực tế là đẹp luôn, để cho quý anh chị không mất thời gian của mình. Tại vì mỗi mảnh đất thì sẽ có duyên với một người, cho nên mọi người yên tâm nha. Và rất mong cái sự yêu quý của mọi người dành cho Như Ý, thì cho Như Ý xin một nút like, một nút đăng ký và một nút chia sẻ để ủng hộ cho em. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đơn sơ cái con đường này nó đã thông ra 2 con đường rồi nè, và con đường nó khá là rộng rãi và đẹp đẽ cho mọi người luôn. Mảnh đất này thì nó sổ sách đầy đủ luôn, cho nên là quý anh chị nào mà mình có thực sự quan tâm và yêu quý, muốn đi xem cái mảnh đất này á thực tế hơn, thì quý anh chị cứ gọi trực tiếp cho em Như Ý qua 2 số điện thoại mà em Như Ý đã ghim trên màn hình nha. Hoặc là quý anh chị tiết kiệm được cái tiền của mình á, thì mọi người đăng nhập cái số Zalo của Như Ý vào nha. Rất mong quý anh chị đăng nhập đúng chính xác cái số Zalo của Như Ý vào nha. Em Như Ý chỉ sử dụng một cái số Zalo duy nhất là cái số đầu tiên. Còn 2 số điện thoại thì quý anh chị gọi số nào cũng được. Em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết cái video này của em. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp lần sau nha.